xin chào các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lia máy trên điện thoại di động. Cái thuật ngữ gọi là panning, cái này các bạn thường sử dụng chụp trên máy ảnh, gọi là tạo hiệu ứng chuyển động khi đường đi rất là nhòe, rất là cảm giác xe đang đi tốc độ rất là cao. Và đây máy đang ở chế độ auto, thì trên điện thoại Android thì các bạn chuyển qua chế độ chỉnh tay. Có máy ghi là manual, có máy ghi là chế độ chuyên nghiệp. Ở đây mình là chế độ manual thủ công. Và một số máy của như Oppo, Xiaomi, Huawei hay là Lenovo hay là Realme gì cũng có hết á. Và bắt đầu mình điều chỉnh như sau. Mình vào thông số cài đặt, chế độ quay bê lăng mình để auto, EV mình để bằng 0, lên S mình để auto, và tốc độ chụp thì mình giảm nó xuống thấp tầm 1/30 giây, và khi hình sáng quá thì mình vào cài đặt, ISO mình để 150 cũng được. Rồi mình chỉ là thông số của tốc độ. Rồi tốc độ 1/15 giây thì nó hơi sáng, EV mình giảm xuống âm 2, không mình để 1/60 giây cũng được. Rồi ok, thì khi chụp thì mình xác định cái xe nằm từ hướng nào. Ví dụ mình đang đứng 90 độ so với gốc cây bên kia đường, thì ví dụ mình xác định xe đi từ bên phải này qua, thì mình lấy nét vào chiếc xe đang chạy. Ví dụ mình chụp chiếc xe máy màu xanh đang chạy qua, thì mình bấm vào rê theo máy. Đấy. Đó, tiếp tục. Bây giờ mình lấy chiếc ô tô có không ta? Xe máy tiếp theo, xe quay màu đỏ. Rồi, tiếp tục. Bạn di chuyển rê máy. Ở đây mình lấy chiếc ô tô này, mình di chuyển rất là chậm. Mình đoán tốc độ chạy của chiếc ô tô là ví dụ 50 km/h, thì mình rê cho nó tầm tốc độ khoảng 1 giây từ cái góc 45 độ từ bên phải đến cái góc 90 độ đối diện với các bạn bên kia đường. Ví dụ xe đang xi nhan, mình chụp nó này. Rồi tiếp tục. Ví dụ mình có một chiếc xe, giờ mình chụp chiếc taxi, tốc độ cao lên, xe qua rồi, giờ mình chờ cho ô tô bên kia đường nhé. Rồi tiếp tục. Được, thì mình xem lại hình nhé các bạn. Đấy các bạn để ý này, hình thấy này, hình này đó. Các bạn có thể chụp 10 hình, có thể lấy được 2 hình cũng được, vì chụp cái này rất là khó. Đây các bạn để ý này, ô tô nét này, xung quanh đường nó nhòe hết này, nó tạo cảm giác là xe đang chạy tốc độ rất là nhanh. Tiếp tục. Đó các bạn để ý này, xe nét này, và xung quanh đường nó cảm giác nó di chuyển theo một cái đường, cái phương của cái xe đang chạy ấy. Cảm giác xe đang chạy tốc độ rất là cao, 100 km/h chẳng hạn. Ok, hôm nay là chi như thế này, các bạn luyện tập rất là nhiều. Nếu các bạn phơi đêm thì chụp lia máy ban đêm thì các bạn cũng làm tương tự, nhưng ISO các bạn để cao lên tầm 1600, còn ban ngày các bạn để thấp nhất. Đó các bạn.